Gian khổ là vậy, mà kỳ lạ thay, chúng tôi quên đi rất nhanh. Nhưng tôi không bao giờ quên hình ảnh đồng đội hy sinh, không có đất để chôn. Bởi bốn bề mênh mông nước, chúng tôi đành xốc cây gác chéo, đặt đồng đội mình lên đó. Mùa nắng mới quay trở lại, tìm một gò đất để chôn. Đó là cái khổ nhất chúng tôi phải chịu đựng. Thưa quý vị, đó là những câu văn khắc họa rất chân thực sự khó khăn, gian khổ của những nữ thanh niên xung phong đã góp phần làm nên huyền thoại của con đường 1C huyết mạch. Có thể nói, nền hòa bình và độc lập của Tổ quốc hôm nay đã được đánh đổi bằng sự hy sinh của hơn 400 thanh niên xung phong 1C nói riêng và rất nhiều các lực lượng khác. Trong số họ vẫn còn những người chưa được tìm thấy hài cốt. Hôm nay, 15 tháng 7, ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, chương mục cuốn sách tôi chọn muốn giới thiệu tới các độc giả ấn phẩm Đường 1C huyền thoại, những bờ vai con gái của tác giả Trần Hương do nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của nhà văn Phạm Vân Anh về cuốn sách này để một lần nữa ôn lại hình ảnh những nữ thanh niên xung phong đã bám trụ và làm nên chiến thắng của con đường 1C. Cuốn sách mà nhà văn Trần Hương đã tái hiện về một cái con đường đã được tạo nên bằng những bờ vai con gái. Đọc cái cuốn sách này thì thực sự mà nói rằng tôi như vỡ òa, bởi vì biết thêm được rất nhiều điều mà mình chưa từng biết. Đường 1C thì là một con đường trong lòng địch. Chúng ta phải hình dung rằng là những thiếu nữ miền Tây mới 14, 15 tuổi thôi, và họ đã mang cái tuổi xuân của họ để cống hiến, và họ đã có thể nói rằng họ đã gắn sông núi trên vai. Họ đã lầm lũi đi bộ này, rồi chống chùa ba lá theo dọc những con kênh rạch, rồi thì ẩn nấp ở những cái tán rừng ngập mặn để mà có thể từng bước vận chuyển vũ khí đạn dược vào chiến trường cho bộ đội. Thì thực sự là một câu chuyện có thể nói rằng là khi mà tôi đọc thì tôi như bừng tỉnh, và thực sự tôi đã rơi nước mắt, bởi vì các chị thực sự rất là vĩ đại. Họ vĩ đại ở chỗ là họ làm nhiệm vụ và họ chiến đấu trong lòng địch. Và qua cái cách hành văn, cái cách kể của nhà văn Trần Hương thì mới thấy rằng là cái sự hy sinh của họ là quá lớn. Ở cái tuổi đẹp như vậy, những cái cô gái mà đang tràn đầy sức sống thanh tân như vậy, nhưng mà họ đã lao vào cuộc chiến đấu đó. Họ nhận nhiệm vụ bằng một cái tình yêu tổ quốc và một cái trách nhiệm hết sức là cao cả. Trong cuốn sách này thì dù rằng nó là chuyện ký, nhưng mà nhà văn Trần Hương cũng đã rất là chú tâm trong cái việc là tạo một cái kết cấu, một cái thủ pháp về chuyện ký cho cái cuốn truyện này, để mà người đọc dần dần được tiếp cận những câu chuyện theo từng cái giai đoạn và từng cái hướng cảm xúc khác nhau, cũng như là những câu chuyện của những nhân vật trong cuộc được nhà văn kết nối theo cái hướng là dẫn dắt cảm xúc của độc giả đi từ những cái trạng thái này đến cái trạng thái khác, và thậm chí là có thể nói rằng là có thể bản thân những cái câu chuyện và những cái nhân vật đã trải qua trong cái đồng hành cùng với cái đường 1C này thì bản thân nó đã là những cái khúc tráng cao rồi, mà ở đó cái tinh thần và nghị lực thì cũng được đẩy lên rất cao. Mỗi cái câu chuyện, mỗi cái nhân vật mà nhà văn Trần Hương đã gặp, đã tiếp xúc và ghi lại cái chiến công của họ, ghi lại cái phần tuổi thanh xuân của họ gắn bó với cung đường, thì sẽ mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc có thể nói rằng là hết sức thiêng liêng, và có một cái điều gì đó rưng rưng, có một cái gì đó vô cùng cảm phục, và đặc biệt là cái cảm giác tri ân. Và tôi nghĩ rằng là những cái nữ thanh niên xung phong hay là những cán bộ chiến sĩ đã làm nhiệm vụ trên cái đường 1C huyền thoại này cũng giống như rất nhiều những cái nữ thanh niên xung phong khác mà chúng ta đã cùng vượt qua lửa đạn. Trong suốt hơn 20 năm chúng ta có cuộc kháng chiến chống Mỹ vô cùng cam go và ác liệt đấy, đều là những cái biểu tượng của cái tinh thần bất khuất, cái sự anh hùng dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam. Cũng rất khó để có thể chia sẻ cảm xúc của tôi khi đọc cuốn sách này,
Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu như có cơ hội các độc giả có thể tìm đọc thì chúng ta sẽ hiểu hơn về một cái giai đoạn đất nước của chúng ta có những cái người con gái, con trai tuyệt vời như thế. Có thể nói rằng giống như cái bài thơ là đẹp như hoa mà cứng hơn sắt thép,